Thấy không? Ôi nắng. Con gì vậy? Ôi giờ cho bá lửa luôn. Ôi. Ôi giờ bửa luôn ơi. Nó ngay giò em á. Ừ. Thằng khủng. Rồi con chùa còn nguyên. Con chùa. Con chùa. Em ta. Chào cả nhà. Này xong chính ta. Chút cái rẻ. Để đi. Chút cái thằng kia đi. Này ba vô đây ba cái. Chào cả nhà, ông bà cô chú anh chị. Ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hai chồng tiếp tục nghề cũ. Đi thăm bẫy rắn. Hiện tại thì hai vợ chồng đang ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Cái này hồ đặt bây giờ chưa dính nè. Cái đầu tiên nãy thì dính được có hành ba rồi. Lúc cái này ha. Lúc cái này đi. Còn dính không? Lúc dính đó. Lúc dính hồ còn hồ đất. Không dính luôn. Không dính là không dính. Không dính là không dính. Giờ cái đi. Và kia thành cho. Đây ra. Rồi, ra đi. Ngay chỗ này không bây giờ ở đây. Đặt nắng thăng thăm hai chữ không dính. Giờ ở đây. Rồi, không có hiện tượng gì luôn. Được chết luôn rồi. Ê, vô con ngựa, trời con ngựa nó bự ghê không. Trời con ngựa. Rồi để đi, lắc thả. Cắm đặt đây bị. Đây, bị ta thăm. Bây giờ xích đây luôn. Con gì? Dính dính, thấy ống chuột nè. Rồi, con hành. Đi hành. Ê. Cái gì vậy? Hành đen luôn á. Ai biết, hành ba. Sao nó bự vậy? Rác không mà nặng. Ơi. Nãy ở đẳng bên đó thì con không ngựa. Con ngựa hả? Ừ. Đây con hành. Con ngựa nó nhỏ hơn con hành rồi nữa. Ừ. Bự lắm, nhỏ hơn. Còn cái ngay góc chuối bên đây. Ngựa thả. Ừ, thả đi. Đậu rác phát kiến không? Một xíu. Lòng chuột. Nhỏ quá, ba lạng, hai lạng à, ba nữa. Không biết được hai lạng không nữa. Hai lạng, nhỏ hơn hành, nhỏ hơn hành này nữa người. Sạch sẽ đang kiếm lửa không? Ba. Con rắn đầu tiên có mùi. Có mùi hành. Hành đen này nó nặng lắm nè. Hai lần mấy? Còn. Cái này lâu rồi không dính. Đặt cái giờ chưa dính luôn. Con gì? Ba. Ba. Con gì vậy? Rác không mười. Ba xíu rác nặng dữ vậy. Cái này mình. Ôi, hình ba. Ôi, sắp thời gian. Khui. Trong lỏng rồi. Không có cái gì luôn rồi. Ôi, sao nặng nè. Ui, giỡn. Trời, giỡn một xíu. Ba bốn lạng, bốn lạng. Được hai
con. Lỏng thỏng liễu liễu. Hai con này cả nhà. Hồi nãy con ngựa thả rồi. Ngựa bên lớn này nè. Ngựa thua con hành rồi nữa. Bữa nay dạ nó anh. Dạ anh. Dạ mini. Dạ nó mất luôn đi. Mất về thả sao qua thả sao hai con này. Thả cái trèo ngược lên lớp nhà. Có ba và ba thôi. Còn cái má rồi. Còn cái má. Con nó đựng ký thành ba mà. Chưa nữa. Chưa. Chưa. Bốn con. Bốn con tám lạng. Tám lạng à. Hai con nữa. Này đựng ký nè. Con này vô con nó đựng ký nè. Quá trời. Mày răng đi giờ không có con gì á. Dùng đất đầy thì phi. Dùng đất đầy thì phi à. Giờ này mà nuôi ngon lắm nha. Trời ơi con dọn. Vậy anh thả làm sao? Hôm qua con thả cho hai con chơi vậy. Hai con gì đó. Em thả nhà 4 5 con nha, thả. Mà vòng vòng nhà mấy chỗ chuột đùng á. Ừ. Em thả vô hang chuột luôn à. Sáng này thì không có độc, về thả làm sao cho nó bắt chuột. Nhưng mà sáng mà nuôi sao cho nó bự luôn, mốt mình bắt. Mốt cái lực mình bắt không? Người ta bắt rồi. Cái này không ăn chăm, chứ rồi không có dính. Nó dính dện ngon quá, chăm thêm luôn. Dưới đó đó. Ừ. Lúc dưới luôn, sát mấy kinh luôn á. Sát mấy nước luôn á. Thấy không? Ôi nào. Con gì vậy? Ôi dạ, cho bá lửa luôn. Ôi dạ bự lắm anh ơi. Dạ bự như hẩm vậy đó. Rồi. Ôi nặng lắm. Nè. Rồi. Chó luôn. Con này bự 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 cỡi con hẩm. Cỡi con hẩm luôn rồi. Ủa, con này ủa một khoanh là một khoanh một cục luôn vậy á. Dạ bá luôn, cỡ con hổm cỡ kia hai. Con này ký mấy á, ngoài ký á. Ngon lành. Rồi, ừ, bỏ đi. Dạ giấy hôm vô phải không? Dạ hôm vô, ừ đúng rồi vậy đó. Ngon. Còn cái nữa. Vô bỏ con Thành nhất coi. Ngay này hổm anh chụp xảy ra anh nè. Nó chạy nhỏ, nửa ký á. Còn gì? Thấy không? Nó nấu nhất. À, thấy không? Rồi. Ôi dạ. Anh nhị. Ừ, anh nhị. Ui, anh nhị nè. Nhị, 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 ngon lành. Ôi, đã nha. Ôi, rơm mạ cũng nhiều nữa nha. Không biết sao nữa. Rồi. Anh nhị đó. Anh coi cái đây. Anh chưa có thấy rõ nữa. Anh nhị, con này nhị thiệt. Sáng giờ con này, hoa hành này, con này là bự. Còn dạ anh thì con bự con nhỏ. Rồi phân nè. Còn cái mấy kinh rồi cái xong cái đó xong bắt. Ngồi ngay trời bắt luôn. Rồi bắt rắn luôn. Sáng giờ rắn quá trời rắn luôn. Không được con này là quá xê rồi. Được con này khỏe. Quá lửa luôn, không thấy bên đây luôn nè. Ừ, được con nó khỏe. Con này cái tí mấy á. Con này con hành nhì nữa. Con nhì. Cũng đỡ nữa. Bắt hành nhì trước đi. Từ từ lên lên rồi đó. Ừ. Sáng dạ tụt tụt gà lên lên rồi đó. Nó rác cũng nhiều nữa anh. Trời ơi, nó mới được nhì không anh? Nhì của nó nhì xiền. Ôi nhì vui đã. Được con nhì. Ôi gì ngon lắm á. Dạ. Giờ dính nhì cũng được nè. Đó, thấy còn dở nữa. Mà hồi gỡ con mới vô mới đi ăn luôn á. Không có phân. Nó là một cục không ạ? Nó ra.
quá, hồn mà làm khích chứ nó. Mở bao luôn đi. Mở bao mới ra lên. Ủa dành đen phải không anh? Hả? Dành đen phải không? Dành đen. Còn là cái 2, cái 1, cái 2 à? Ồ, mở ra xe này phải không? Xe ra rồi. Ôi, nó bự lắm á. Rồi, cài vô. Đuôi. Để nó đuôi ít nó không cho nhỏ mà con này mới đi đầu mới chắc luôn đó, ủa, nó ghê ra trời, nó bự lắm á, quá luôn, đi hai dư sức đó. Ôi, nó mập anh ơi. Hả? Anh nó mập lắm, mập lúc luôn hả? Mập lúc luôn nè, là thứ hai cho nó nghe nè. Trời ơi, nó mập, nó khè thấy ghê quá. Chưa cả nhà. Chưa à. Vô. Hậu mới chắc là coi đầu coi. Đầu nó còn mới. Đó, mới chắc luôn. Ê, giặt. Ồ, nó bự. Bự, nó không lại. Còn cái hai cái ba, đi xích. Vô. Con này vô làm rò một chuyện túi lưới nè. Rồi bu ra. Đó, rút vô liền, thấy không? Khỏe. Rồi, khỏe. Rồi, con này vô cái nặng túi lưới liền á. Ồ. Dù nó khỏe liền thấy không? Rồi, cột nó múm trên á, đỉnh xuống dưới quá. Rồi. Cái này giờ vô bỏ dành nữa nè. Hai lần không dính luôn á. Ừ, đúng rồi, hai lần rồi. Lần là lần thứ ba nè. Hả? Dở lên. Đúng rồi. Dở lên thấy không? Đó, dọn nè. Có gì đây? Có gì không? Có gì nè, đổi này vô đi. Chuột mày bự. Mày bự dí vậy anh? Chuột nó nhìn nè. Nó bươi. Đấy luôn. Không mất chuột đây nè. Đó, đây nè. Ừ. Đổ bay bự vô, không dính đổ bay bự vô. Ừ, nó bay bự mà. Ui dạ. Ba. Đâu? Ba. Thành ba. Nó thu rồi. Ừ, ra ngoài á, đi thôi ra ngoài luôn nữa. Ừ. Cuối luôn hả nhà ơi. Cuối ngày chứ rồi mới đặt. Rồi lắm. Bự nhỏ à. Rồi hành ba. Phần nó hành ba. Này có hành ba nữa. Ừ, hành ba, mình chọn được hành ba. Rồi. Bắt rắn, bắt ba của rắn để tổng kết về. Bữa nay thất. Con cái nhà có được vợ anh. Vợ anh rộn chuyện á. Được vợ anh, đỡ. Không con vợ anh cũng su cà na rồi. Con vợ anh bự chứ có gì đâu, như anh ba không phải không? Ừ, không còn gì. Coi được con gì. Ba mini không à. Ôi trời anh. Ôi, chị cũng được 2 cái mấy 3 ký à. Dạ hết ký mấy rồi. Đúng rồi, giờ anh kêu mấy rồi, cũng chạm 3 ký á. Ba trúng ngay vậy cũng được rồi. Ba trúng đâu? Trời, con hổ vậy không trúng. Con còn.
có hầm mấy cái à, có hầm 2 cái à, mà đừng đó, hầm đừng, nó ngon đó, được cái mấy hầm với 2 hổ rồi là trúng lắm rồi đó hả? Còn đi không nè, còn cộng nữa đâu nè, em mở đó, em mở không bỏ đâu, em mở không bỏ đâu. Rồi, 4 số 0. Rồi 3 ký trắng luôn. 3 ký hả? Ừ, 3 ký đi. Ôi vậy trúng cho bộ. Được 3 ký trắng. Đang có thắt đâu. Giờ anh thêm ký mấy rồi, được ký mấy hành. Ký mấy còn ký mấy hành. Đi con nhỏ nữa chứ, quên. Đây hai con giận, con gì mới anh ba. Ừ. Đúng không? Con giận bự, con giận nhỏ. Nên được 3 ký cho nhà cũng. 3 ký. Có mi mim. Đúng rồi. Rồi, về. Em chào tạm biệt cả nhà mình nha. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.